Mình quay video này tại vì là mình mới nhận được một cái món hàng mua qua sàn thương mại điện tử. Khi đơn vị vận chuyển chuyển đến thì có cái thông báo hàng hoạt động tốt, camera không qua nhà xe kiểm tra tốt, không bóp méo, nhận và chịu trách nhiệm với hàng hóa. Mình nhận được cái này thì là mình cảm thấy là khi mình đọc cái này, những món hàng trước mình mua không có cái này và vụ trước mới xảy ra một vụ mà bây giờ gọi là nó có cái này, mình cảm giác như thể là mình bị bên cái hãng vận chuyển này đâm sau lưng sau những cái nỗ lực mà mình đã cố là thông cảm hỗ trợ tối đa anh em giao hàng. Mình cảm thấy như là mình bị phản bội, bị đâm sau lưng vậy. Nó giống như là một cái sự sỉ nhục vậy. Mình thực sự là mình gọi là không 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 bởi vì làm sao? Bởi vì là những món hàng trước mình mua thì nó không có cái này, cái thông báo này, và với cái món hàng này mình mua thì tự nhiên lại có cái thông báo này. Trong khi trước đấy mới xảy ra một vụ, tí mình sẽ nói. Thì nhá, thì mình có cảm giác như là thứ nhất là cảm thấy như là bị xúc phạm, bị phản bội sau những cái nỗ lực thông cảm của mình với người bán và người vận chuyển mà bên đơn vị giao hàng lại dán một cái này, nó giống như là mình bị phản bội, bị đâm sau lưng ấy. Mới cả thêm một cái nữa là cái này nó dẫn đến là nếu như trường hợp mà không phải là nó cũng có thể là xảy ra một cái trường hợp mà mình nghĩ rằng là có đối tượng nào đó nó lại đang gọi là can thiệp làm những việc mà mình không biết để gây ra những chuyện gọi là nó bóp méo sự thật, làm sai ngược hoàn toàn so với sự thật để làm ảnh hưởng đến uy tín và những cái giá trị thực của mình. Mình chưa biết là đối tượng là nhắm đến là ai, nhưng mà đối tượng nhận thông tin mà những cái đối tượng bóp méo thông tin có thể sẽ bóp méo thông tin là ai, nhưng người nhận thông tin bị bóp méo là ai, nhưng mình sợ là ảnh hưởng đến mình, còn chưa biết là ảnh hưởng về cái gì thì mình không rõ, nhưng mà với cái kinh nghiệm nhiều lần bị vu oan, bị bóp méo thông tin sự thật, bị làm cho những cái giá trị nó sai khác hẳn với cả bản thân mình, với giá trị thật của mình, và mình phải chịu hậu quả, thì mình với kinh nghiệm nhiều lần như thế thì mình cảm thấy gọi là lần này nó là một cái vụ gì đấy là đang gọi là xảy ra bôi nhọ ở sau lưng mình, và gọi là mình không không rõ là sao lại lại không rõ là đối tượng nào, nhưng mà gần như là có rất nhiều đối tượng đang nỗ lực đang hủy hoại cuộc đời mình và đang cố hủy diệt mình, và gọi là đang cố gọi là làm tạo ra những cái mà gọi là sai khác về mình, cố gắng là để hủy hoại mình. Thực ra là mình cũng là một con người bình thường. Nhiều khi là ví dụ chẳng hạn như là trong điều kiện bình thường thì mình có thể bao dung dễ dàng các thứ hơn với mọi người. Thế nhưng mà trong điều kiện mà khi mà sự tấn công từ mọi phía và quá sức là tàn bạo, quá sức là gọi là gây tổn thương cho mình về mặt tinh thần, về mặt kinh tế, về mặt thể chất và nhiều mặt khác, nó gây lo sợ các thứ cho mình, về gọi là cảm gọi là khi có những lúc mà có những cái đồng thời mà nhiều đối tượng cùng tấn công, thế xong lại cử những người mà đến gọi là chủ động, gọi là gây gọi ban đầu thì là bình thường nhưng mà sau đấy là chủ động là trêu ngươi, xúc phạm, gây sự rồi ấy các thứ trong cái trong lúc mà mình đang có nhiều việc căng thẳng ấy, thì lúc đấy là gọi là rất khó để bao dung và thông cảm khi mà mọi người gọi là cố gắng, có khi có những cái đối tượng mà cho người đến là mục tiêu là gọi là trêu ngươi mình, xong bắt đầu là đứng ngoài quay video như cái vụ Đồng Nát hôm trước. Nói chung là mình thấy là thực ra là kiểu là bản thân mình sau khi mà bị môi giới bất động sản với cả môi giới bất động sản của tỷ phú đấy, cùng với người của chủ đầu tư và tỷ phú là người của tỷ phú là hợp lực vào lừa mình cướp tiền của mình, thế xong gần 10 năm nay mình bị săn đuổi và bây giờ vẫn bị săn đuổi, mới xảy ra một vụ mà nếu như trường hợp mình không tỉnh thì đúng là tình ngay lý gian thì ra thì lại rất là ô nhục, mà ảnh hưởng gọi là cứ những bức ảnh đấy mà chụp ra thì rất là ảnh hưởng luôn đấy. Nó cũng gọi là nó chỉ là một cái thương vụ bình thường, thế nhưng mà thỏa thuận với nhau là thế này, nhưng mà đến lúc gặp thì họ lại đổi đối tượng gặp, nhưng mà nó rất may là khi mà mình ngửi thấy mùi một cái thì là mình hủy luôn, chứ mình không bước vào. Nếu không ví dụ chẳng hạn như là bước vào mà giữa rất đông đàn ông và thanh niên như thế, nói chung mình con gái, mình không biết sự kiện gì xảy ra và không biết là ảnh nhất chụp lên như thế nào, rồi là họ dùng để làm gì mình cũng không biết được luôn. Và cái này là gọi là nó gọi là kinh nghiệm nhiều năm của việc là kinh nghiệm của việc rất nhiều lần là mình rất vô tư và mình cứ nghĩ là cây ngay không sợ chết đứng, cho nên là cây ngay không sợ chết đứng, thế cho nên là sau đấy mình lĩnh đủ thiệt hại rất nhiều
thiệt hại và mất đi nhiều cơ hội chỉ vì là bị hại. Đấy là lý do mà mình phải đấy là lý do mà khi mà mình nhìn thấy một cái cảnh báo như thế này thì mình nghĩ ngay đến việc là cái vụ mà lần trước nó sai, cái vụ hàng đây là cái vận đơn này. Vận đơn này là đây nhỉ? Đây là số đơn này. Cái hàng hôm nay cái hàng này mình nhận nhá. Là số đơn là thế này này. Còn là vận đơn là thế này này. Đây. Đúng nhỉ? Đúng không? Đây là mới luôn đấy, là mới mình. Là mình mới mua cái này thì trước khi mà mua cái sản phẩm, trước khi mua cái sản phẩm và trước khi có cảnh báo này thì mình cũng mua nhiều sản phẩm khác qua sàn thương mại điện tử và bên vận chuyển thì nó vận chuyển, thì tại làm sao mình lại nghi ngờ với việc là cái cảnh báo này nó giống như việc như thể là có một đối tượng nào đó, có một đối tượng nào đó họ đã bịa đặt thông tin về mình rằng là lần trước mình đã gọi là cố tình là định gọi là giả vờ là hàng bị vỡ để trục lợi người bán hay là sàn. Nó có một cái khả năng xảy ra như thế, là bởi hoàn toàn có khả năng xảy ra như thế, và đối tượng nào đó là có thể là dùng cái thông báo này và đi loan tin cho một cái người người nhận tin nào đó rằng là mình chẳng ra gì, đến nỗi mà đến lúc mà mua một cái mua những cái đồ bình thường cũng phải gian lận, cũng phải tìm cách để trục lợi của người bán của sàn. Nếu mà trường hợp mà ví dụ chúng loan tin như thế là hoàn toàn sai khác về sự thật và gọi là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình. Chẳng hạn những cái đối tác làm việc của mình thì không sao, nhưng nếu như trường là người ta có thể hiểu được mình, thế nhưng nếu như trong trường hợp mà hoặc là ví dụ những thông tin này mà đưa được đến những người có kinh nghiệm thì có trải nghiệm, có sự từng trải thì họ sẽ kiểm tra thông tin. Tuy nhiên, nếu như trường hợp mà ví dụ những thông tin này mà đưa cho con của các bác ấy, đưa cho con của các bác ấy thì các bạn trẻ thì nhiều bạn trẻ đừng nói là bạn trẻ nhà nghèo, nhiều bạn trẻ nhà giàu cũng vô cùng ngu dốt và đần độn. Thì nếu như trường hợp mà đưa tự các bác ấy kiểm tra thông tin thì không làm sao, nhưng nếu như con của các bác ấy nó tiếp nhận thông tin nó không kiểm tra xong rồi nó bảo mình là xong rồi nó về nó bảo với cả bố mẹ nó là mình không ra gì như này, mình hỏng ngay một thương vụ, nó mất bao nhiêu tiền chi phí đầu tư công sức thì nó lại không hay một chút nào, đúng không? Mình chưa biết là gọi là chưa biết là có đối những đối tượng nào là định cố tình là sử dụng thông tin sai lệch và nhắm đến người nhận thông tin là ai, nhưng bằng kinh nghiệm của mình cảm thấy đây lại tiếp tục là một vụ làm có khả năng nào có khả năng nó sẽ có dấu hiệu là có đối tượng nào đó đang cố tình gọi là bôi nhọ mình một cách âm thầm để làm hỏng việc của mình. Lần trước là mình có mua hai cái bàn này qua sàn, thì bắt đầu mà khi mà mua về lắp xong ấy thì nó khi mua về thì là khi mà mình đưa vào xong mình có nhờ cái bạn giao hàng bạn ý lắp hộ cho mình, sau đấy mình cũng có cảm ơn bạn ý bằng tiền. Thì khi mà đến lúc mà mình vào mình nhận hàng, thì mình thấy là khi bạn ấy chuyển cho mình thì mình nhận thấy là cái miếng bàn này nó bị vỡ ở đây này. Bây giờ thì mình dán băng dính vào là dùng tạm được. Nhưng lúc mình chưa dán băng dính, lúc là khi mà bạn ấy chuyển hàng cho mình xong thì mình nhận thì mình thấy là nó bị vỡ một cái góc bàn như này này. Đây này, tức là nó vỡ một cái điện thoại Samsung này không hiểu sao cứ lúc cần zoom lên thì chẳng thấy zoom ra được gì thì nó vỡ một cái đây được rồi thì nó vỡ một cái góc bàn như này này thì đây nhá, nó vỡ một cái góc bàn như thế này. Thế thì mình mới bảo là muốn đổi sang bàn mới hoặc là muốn chiết khấu, thì tại vì là khi mà mình để gọi là mình sợ là trẻ ấy, tức là ví dụ các bạn các em nó ngồi các cháu nó ngồi ấy, các cháu nó ngồi thì nó tiện tay nó cứ cậy ra thì nó nhanh hỏng, với cả trông như này bàn mới mua nhưng mà nó đã bị hỏng như thế này thì giờ thì rất là xấu không. Thế là mình có trao đổi với cả người bán thì mình bảo là mình muốn tức là mình bảo là mình muốn là giả hàng
đổi hàng lại đấy, mình muốn giả một cái bàn trắng, mình mua hai cái thì là một cái bàn trắng thì nó bị vỡ thì mình muốn đổi lại, còn đâu mình lấy một cái là cái bàn vàng nó còn thì mình vẫn lấy cái bàn vàng, còn đâu cái bàn trắng thì mình giả hàng hoặc là đổi cho mình bàn mới. Thế xong rồi là, hoặc là ví dụ chẳng hạn như là không là mà nếu không thì là mình giữ lại cái, nếu không thì mình giữ lại cái bàn này mình dùng thì là bên người bán hoặc là bên sàn, hoặc bên sàn là chiết khấu cho mình, thì cái đấy để cho hài hòa. Thế mình hỏi là gọi là cái cách nào, thực ra gọi là thực ra là ví dụ trong quá trình trong cuộc sống ấy, thì đôi khi là có những cái mà nó trục trặc, chẳng hạn như là bàn mà trong quá trình vận chuyển hay là ấy hay như thế nào đấy mà nó thì nó xảy ra những cái chuyện gọi là nó ngoài dự kiến ở trong cuộc sống, đó là chuyện bình thường. Thì thường thường thì mình cũng gọi là cái gì cần thì là mình mới mới gọi là kỹ càng, còn đâu bình thường thì mình cũng khá là dễ tính. Thế mình cũng gọi tính mình nó cũng xuề xòa ấy, mà cái gì mà ví dụ chẳng hạn những trường hợp nào mà có thể xuề xòa và thông cảm được thì mình cũng muốn là gọi là mọi người trong cuộc sống gọi là thông cảm thoải mái với nhau một tí cho dễ dàng. Thì thực ra là một khi mà cái bàn nó vỡ như thế này ấy, nó vỡ góc như thế này ấy, thì nhìn là bàn vừa mới mua xong đã bị vỡ góc như thế này là cảm quan là không thích, mà cái việc là sợ là nó nhanh hỏng hơn, nó cọ kiếp nó rách da trẻ con, hay là mua thì mua bàn mới nhưng mà đến lúc mà nhận bàn thì lại là nhận bàn vỡ. Bàn đấy thì là sợ là nó quan trọng là khi dùng nó là cọ vào da trẻ con, nó rách da trẻ con ra thì đổi thì vẫn hơn, nhưng mà mình thì tính mình cũng xề xòa cho nên mình bảo là thôi gọi là cũng thông cảm cho nhau. Thì người bán với cả sàn với chính sách thế nào thì áp dụng cho mình, nếu như trường hợp ấy thì chiết khấu cũng được. Tức là cái đấy là mình chỉ gọi là cái đấy nó là bình thường, tại vì bây giờ mình mua bàn mới thì mình phải nhận bàn mới, chứ không thể là mình mua bàn mới thì giao bàn vỡ cho mình, vừa mới trả trả tiền thì trả tiền bằng giá bàn mới. À, nhìn ở trên bàn thì đẹp, thế đến lúc mà khi mà vận chuyển về đây thì bàn bị vỡ như thế này thì đương nhiên là mình sẽ có nhu cầu là muốn đổi hàng hoặc muốn chiết khấu, thì đấy là những cái rất là bình thường, tại vì mình bỏ tiền ra mua bàn mới mình trả bằng giá bàn mới, mình phải lấy tiền bàn mới và bàn nguyên chứ mình không thể lấy tiền bàn vỡ được, đúng không? Thế thì đó là chuyện tất nhiên. Thế thì mình đã, tuy nhiên là kiểu là mình cũng hiểu là cái gọi là nhiều khi trong cuộc sống hay là ví dụ trong quá trình vận chuyển ấy nó không tránh được ấy, thì mình thấy là ví dụ cái gì nó thông cảm xề xòa được thì nó dễ, chứ bây giờ mà mình mua hai cái bàn rồi xong mình lại chuyển trả người ta một cái, nói chung là tâm lý mà đặt mình vào trường hợp của người bán hàng thì cũng không thích, đúng không? Tại vì là nó cũng gọi là nó cũng nho nhỏ ấy, thì mình bảo thôi cái gì xề xòa được thì xề xòa. Thế mình cũng trao đổi với cả bên đây nhỉ, tìm cái chỗ. Mình cũng trao đổi với cả bên người mình cũng trao đổi với cả bên 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 người đây đang đi về chỗ chat với nhà bán hàng. Mình cũng trao đổi với cả người bán hàng, mình hỏi là mình trao đổi với người bán hàng, mình hỏi là mình hỏi về những cái vấn đề đấy. Thế xong rồi mình trao đổi với cả người bán hàng thì sau đấy là người bán hàng bảo là bây giờ là gửi bác chụp hình cho em xem nhé. Thì mình có chụp hình, cái hình đấy là mình chụp để mình gửi cho bạn ấy xem, nhưng mà mình lại không gửi được qua đây. Mình không hiểu là cái chính sách của sàn như thế nào đấy mà hình mình gửi qua đây thì không được luôn, không gửi được cho bạn ý. Mà tức là mình không thể gửi được qua cái tin nhắn này, mà trong cái phần mà ví dụ chẳng hạn như là trong cái phần mà đánh giá sản phẩm này này, trong cái phần mà ví dụ mình không gửi được qua đấy, xong là mình gửi ảnh ở cái phần viết đánh giá sản phẩm này là thì nó cũng không lên được. Viết đánh giá sản phẩm thì ảnh nó cứ nằm đây thôi, mà mình cứ đẩy đẩy đi rất là nhiều nhưng mà nó cũng chẳng lên được. Thế mình thấy nó cũng gọi là bây giờ mà gọi là có hai cái bàn mà lấy một cái xong là để một cái xong bắt đầu đẩy đi đẩy lại như thế thì nó cũng cũng ảnh hưởng, nó cũng gọi là thực ra thì kiểu là tức là mình đẩy ảnh qua la qua 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 sàn, thế nhưng mà mình đẩy ảnh qua nhưng mà không đẩy ảnh được cho bạn ý, xong bắt đầu là cái ấy thì mình bảo chứ thôi thế thì thông cảm với nhau thì thôi, mình bảo là chứ thôi nếu mà trường hợp mà không gửi được ảnh thế này thì ý là thôi coi như mình chấp nhận chịu thiệt, là cái thừa cái thì một phần nữa là mình cũng đợt đấy mình cũng bận, mình cũng không có đủ thời gian để mà làm các cái thủ tục gửi mã trả xong gì cả, tại vì là cũng ấy. Thế mình bảo thôi thì coi như mình chịu thiệt thì là mình cũng không đổi hàng, không trả hàng mà cũng không nhận chiết khấu nữa. Xong rồi là mình lấy băng dính, mình lấy băng dính xong rồi là mình lấy băng dính xong rồi là mình dính lại và mình dùng như bình thường, thì gọi là thôi như thế là mình cũng rất là thoải mái, mình bản thân mình chịu thiệt bỏ tiền ra mua bàn mới nhưng mà phải nhận bàn vỡ, mà bỏ tiền ra mua bàn mới nhưng phải nhận bàn vỡ, và mình
cũng không không gọi là cũng không có một cái gì gọi là gay gắt hay là gì cả, mà mình là chỉ bảo là thôi nói bình thường như thế được thì được, gọi là ví dụ chẳng hạn như mình phải nhận bàn vỡ như thế thì nếu mà chiết khấu được thì chiết khấu được, mà không gửi được ảnh cho các bạn ấy xem thì các bạn ấy bảo là không nhận được ảnh. Mình có chụp ảnh và mình gửi lên nhưng mà gửi không được cho người bán, mà cũng không đăng được lên trên cái phần đánh giá như thế thì gọi là thôi nó như thế thì mình bảo thôi thế thì cũng gọi là mấy cả nó nhỏ mà gọi là mình cũng muốn làm sao mà nó hài hòa nhất có thể. Ngay từ khi mà trước khi mà gửi ảnh lên thì mình đã hỏi xem là ví dụ chẳng hạn như là nếu như trường hợp mình yêu cầu trả lại hàng hoặc là mình ấy thì là có ảnh hưởng gì đến ai không, thì khi mọi người bảo không cái đấy đó là bình thường không ảnh hưởng gì thì mình mới gọi là mình mới tiến hành trao đổi là muốn là chiết khấu hay là tức là mình sợ ảnh hưởng xấu, mình sợ những cái nhỏ nhỏ nó ảnh hưởng xấu đến người khác thì nói chung nó cũng không đáng ấy, mình cái gì mà có thể bỏ qua được thì bỏ qua đấy. Thế là bảo là các bạn ấy bảo là không sao đâu thì chị cứ làm ấy như bình thường. Thế là mình mới tiến hành là trao đổi là muốn là chiết khấu với cả chiết khấu với cả đề nghị chiết khấu với cả trả hàng. Thế đến lúc mà khi mà gửi ảnh cho người bán không được, gửi lên phần Lazada, gửi lên trên cái nền tảng cũng không được thì mình bảo thôi thế coi như mình chịu thiệt, bỏ tiền mua bàn mới nhưng mà phải nhận bàn vỡ, mà lại còn cái bàn vỡ đấy nó còn có nguy cơ nó xước da của trẻ á, nhưng mà mình cũng phải cố gắng khắc phục bằng việc là lấy băng dính dán vào thì nó hơi một chút chút nhưng mà cũng thôi, mình cũng không không có gì gay gắt cả, mình cũng chỉ bảo là thôi thế không được thì thôi thì coi như mình chịu thiệt mình lấy hàng thôi. Tức là thực ra là tính mình cũng rất là xề xòa, rất là dễ dãi, thế rồi thôi bỏ qua, rồi mình vẫn vẫn mua đồ, mình thỉnh thoảng mình mua đồ ấy hay thứ, thì ví dụ chẳng hạn như là nhiều khi mình cũng rất thông cảm, chẳng hạn như là anh em mà giao hàng mà trễ hay gì thì mình cũng không hề gọi ví dụ chẳng hạn như là anh em mà gọi là không giao được hàng ngay, mọi người không giao được hàng ngay thì mình cũng kiên nhẫn mình đợi thôi chứ mình cũng không ấy gì cả. Thế mà chả hiểu sao mà bây giờ rõ ràng là bản thân mình vừa mới vụ hôm trước là mình là người bỏ tiền ra mua bàn này mà bây giờ mình phải nhận cái bàn vỡ, mà mình còn ví dụ chẳng hạn như trước khi mình hỏi là có thể đổi hàng hay là có thể ấy được không, và nếu trường hợp mình đổi hàng hay là mình đề nghị chiết khấu như thế thì có ảnh hưởng xấu đến ai không, mọi người bảo không sao, thì mình bắt đầu là lúc đấy là mình bắt đầu mới mới tiến hành là đổi trả hàng, bảo là hỏi về thủ tục trả hàng và nhờ và giá chiết khấu, mà khi mình hỏi nó thấy lằng nhằng các thứ là thấy gọi là thôi cũng không ấy thì mình cũng thông cảm cho mọi người, mình cũng coi như thôi mình bỏ tiền ra mình mua bàn mới nhưng mình phải phải nhận bàn vỡ và mình trả tiền mua bàn mới nhưng mình nhận bàn vỡ mình vẫn chịu thiệt thôi và mình cũng vẫn thoải mái, mình cũng không 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 gì cả. Thế mà tự nhiên là hôm nay mình vừa mới nhận thêm một cái món hàng này, mình vừa mới nhận cái bảng này thì tự nhiên lại có một cái thông báo như thế, mình cảm giác cái này như là kiểu là mình bị phản bội, bị đâm sau lưng, như kiểu vả vào mặt mình và như kiểu là xúc phạm mình ấy. Bây giờ rõ ràng là gì, bây giờ rõ ràng là cái bàn bây giờ còn có gọi là có mặt người của các bạn ấy ở đấy, là rõ ràng là chỉ mình chỉ biết là khi các bạn ấy giao bàn mình khi các bạn ấy giao bàn cho mình là bàn bị vỡ như thế thì mình đã bỏ như thế, thế mà bây giờ mà tự nhiên là cái thông báo mới này của các bạn ấy nó như kiểu là mình là người lại theo kiểu là gian lận trục lợi và gian lận, nó viết là theo kiểu là các bạn ấy viết cái gì mà theo kiểu là trước khi đóng hàng đã quay camera các thứ, có như thể là mình là người gọi là trong khi mình là người chịu thiệt, mình là người thông cảm với người bán, thông cảm với người mua. Thế mà bây giờ mình là người chịu thiệt bỏ tiền ra mua bàn mới nhưng nhận bàn vỡ, mà bây giờ mà cái tờ giấy này dán nó giống như kiểu là mình là người gọi là gian lận tìm cách trục lợi những cái đồng nhỏ của người bán, thế có phải là nó sai khác hoàn toàn so với sự thật không? Thì mình nghĩ là cái này nó có thể là theo kiểu là thực ra là bản thân mình ấy, gần 15 năm nay bị săn đuổi. Sau khi mà bên phía tập đoàn lớn của tỷ phú và môi giới bất động sản và người của chủ đầu tư gọi là hợp lực với nhau cướp tiền của mình thì muốn mình là mất tiền nhưng phải ngậm miệng, thế nhưng mà mình không ngậm miệng cho nên là họ đầu độc hủy hoại cuộc đời mình, giết hụt mình nhiều lần. Và cách đây mấy hôm là có một vụ mà theo kiểu là khi mà mình có buổi hẹn mà nếu như trường hợp mà mình có vài vụ làm ăn mà nếu như hóa ra là vì sau đó là nếu như trường hợp mà mình mà không tỉnh đấy thì bây giờ là hẹn là thế này nhưng mà đến nó là thế khác thì rất nguy hiểm, mà nếu như trường hợp mình không tỉnh là bạn bị bôi nhọ, bị những cái bức ảnh đấy mà theo kiểu xiên xẹo đi xong rồi thành ra là tự nhiên là bị ô nhục luôn đấy, chứ không phải là không, nó rất may là mình tỉnh cho nên mình không rơi vào bẫy. Thì cái kiểu là chính vì cái việc mà mình không ngừng bị săn đuổi, bị hủy hoại như thế,
đến cả bây giờ bọn họ cũng chưa buông tha mình để cướp tiền của mình cho chót lọt. Thế cho nên là khi mình nhìn thấy cái tờ giấy này thì nó gần như là cái phản xạ nhiều năm của việc bị vu khống và bị gọi là bị làm cho méo mó sai khác với những cái giá trị và những cái sự thật về mình. Thậm chí có những khi mà họ tấn công từ mọi phía, rồi họ cho người đến là theo kiểu là cố tình chọc ngoáy, xúc phạm mình, trêu tức mình để cho mình điên lên, xong là khi mà gọi là nhá, mình là người bình thường, nếu cái điều kiện bình thường mình có thể bao dung với mọi người, nhưng mà hợp đồng của mình vừa bị phá rồi, rồi nó nhiều cái vấn đề mà bắt đầu là bị phá hoại. Thế xong bắt đầu là lại có người đến là gọi là tự nhiên là gọi là mình rất là thiện ý mà lại trêu tức, mà lại gọi tìm cách chọc ngoáy mình, xúc phạm mình hay là tổn thương mình, thì đương nhiên là gọi là mình không phải là thánh, nó sẽ có những lúc mà mình không thể bao dung và không thể kiểm soát được, và nó sẽ có những cái gọi là có những cái mà gọi là nó gọi là